Chiều 11 tháng 8, huyện Côn Đảo bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo. Theo kế hoạch thì đợt tiêm vaccine này sẽ hoàn thành vào tối 13 tháng 8 và dự kiến sẽ có trên 70% người dân Côn Đảo được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sau đợt tiêm lần này. Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lần thứ tư tại Côn Đảo, Sở Y tế đã huy động 12 y bác sĩ, nhân viên y tế thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tỉnh cũng đã cấp bổ sung cho Côn Đảo gần 5.000 liều vaccine hiệu AstraZeneca cùng một số trang thiết bị vật tư y tế để tiến hành tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho hơn 5.000 người. Trung tâm Y tế Quân dân y quận Côn Đảo đã chuẩn bị 6 bàn tiêm, bố trí hơn 30 cán bộ, nhân viên y tế của trung tâm và đội ngũ nhân viên y tế trường học, huy động hơn 40 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên cùng lực lượng công an, quân sự hỗ trợ cho công tác tiêm chủng. Việc tiêm chủng được chia ra các khung giờ, sáng từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút và buổi tối từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút, từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2021. Người dân đến tiêm chủng theo từng khung giờ nhằm đảm bảo giãn cách. Nói chung là cũng mừng thôi, tại vì có nhiều nơi không có được tiêm nhưng mà Côn Đảo mình được tiêm thì tốt. Với phường 6, phường xã thì mọi điều kiện về đất liền là khó khăn mà huyện đã tạo điều kiện cho người dân Côn Đảo được như vậy là đại diện cho dân Côn Đảo đã cảm ơn huyện mình rất nhiều. Trong chiều và tối ngày 11 tháng 8, Trung tâm Y tế Quân Chân Y tổ chức tiêm cho 1.434 người. Dự kiến trong 3 ngày, huyện Côn Đảo sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho gần 5.000 người dân, hoàn thành theo tiến độ tiêm vaccine của tỉnh. Về người dân Côn Đảo sớm được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh với mục tiêu cao nhất là tạo miễn dịch cộng đồng trong điều kiện Côn Đảo nằm biệt lập, cách xa đất liền, điều kiện về y tế còn nhiều hạn chế. Với cái tốc độ, cái lượng phủ vaccine của huyện Côn Đảo là khá là tốt thì sau 15 tháng 8 thì huyện sẽ đề xuất với tỉnh mở một bước cho huyện Côn Đảo về một số cái hoạt động về kinh tế và sản xuất kinh doanh của huyện Côn Đảo đến ngày 25 tháng 8. Và sau ngày 25 tháng 8 thì huyện sẽ đề xuất tỉnh mở một bước nữa để cho huyện Côn Đảo bắt đầu cái hoạt động theo cái sản xuất kinh doanh theo cái lộ trình bình thường mới. Kết thúc đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ tư, 70% cán bộ chiến sĩ và người dân tại Côn Đảo được tiêm 2 mũi vaccine và đủ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng theo quy định của ngành y tế.